tác phẩm Con Công, một xưởng mới làm họa tiết xong. Đầu tiên là tác phẩm cao 1m, sau đó thì cao 80, cao 60 và cuối cùng tác phẩm bằng gỗ mun. Sau đây xin mời các bạn cùng xem những tác phẩm. Chào tất cả các bác đang xem livestream của xưởng gỗ Quang Vinh. Tượng Quan Công bên em có rất là nhiều kích thước các bác nhé, từ 50, 60, 80, 1m đến 1m2 bên em đều có. Hiện tại ở đây thì em có 1m, 80 và 60 phân để livestream cho các bác xem. Ba tác phẩm này bên em đều là tượng Quan Công cầm đao và đứng đế rồng các bác nhé. Tác phẩm bên em làm theo kích thước mà các bác đặt hàng luôn. Thì các bác thích kích thước như thế nào thì có thể nhắn tin trực tiếp cho bên em. Mỗi tác phẩm thì đều có một kích thước khác nhau và giá tiền cũng khác nhau luôn các bác nhé. Tác phẩm bên em là được hoàn toàn bằng gỗ hương liền khối, đảm bảo là liền khối cho các bác nhé. Gỗ hương liền khối. Em quay sát hơn một chút để các bác có thể thấy được diện mặt của ba cụ Quan Công bên em. Bên ngoài em có thêm một tác phẩm là Quan Công gỗ mun nữa các bác nhé. Tượng Quan Công chống đao và đứng đế rồng. Đây là tác phẩm cao 1m 70, 80, 1m đến 1m2 bên em đều có. Các bác có thể thấy là diện mặt của cụ rất là đẹp, diện mặt thần thái dữ dằn, vân gỗ rất là đẹp, chất liệu gỗ hương liền khối các bác nhé, đảm bảo là không hề chắp ghép. Tác phẩm 1m bên em có giá là 9.500.000 đồng các bác nhé. Quan Công cầm đao và đứng đế rồng. Các bác có thể thấy là tượng diện mặt của cụ thần thái rất là dữ dằn và khí thái quyết liệt. Theo quan niệm rằng khuôn mặt của Quan Công càng dữ dằn thì hiệu quả trấn trạch càng cao và tác phẩm càng có giá trị. Tác phẩm này là cao 80 phân, bên em có giá bán là 5.500.000 đồng các bác nhé. Một tác phẩm rất là cân kiện. Các bác mê đồ gỗ thì nhất định là phải có một tác phẩm Quan Công ở trong nhà. Đây là tác phẩm Quan Công chống đao đế rồng cao 70 phân. Tác phẩm này bên em có giá bán là 4 triệu đồng các bác nhé. Ba tác phẩm đều rất là đẹp. Tà áo của cụ cực kỳ là bay. Ba tác phẩm tà áo rất là bay bổng. Từng cái vân gỗ này, từng cái đường đục tà áo, từng cái vân hoa chi tiết được đục rất là tinh tế. Và trên tà áo, trên bụng thì có đục hổ phù, rất là ý nghĩa và chi tiết. Ba tác phẩm cực kỳ là chân thật. Diện mặt của cụ thần thái dữ dằn và bộ râu được đục tỉa cực kỳ là mượt mà, như là một bộ râu thật các bác nhá. Diện mặt dữ dằn, các nét đục rất là tinh tế. Tượng Quan Công cầm đao là biểu tượng trấn trạch cực kỳ hiệu quả. Đây là tác phẩm cao 80, bên em có giá bán là 5.500.000 đồng. Đế hổ phù. Các bác có thể thấy là đế hổ phù đầu có sừng giống như là sừng hiêu và sâu hai bên mép, được nghệ nhân bên em đục tỉa cực kỳ là kênh bong, đục nổi hoàn toàn. Móng vuốt này, phần vảy rồng đục rất là chi tiết. Chân có móng vuốt nhọn và thân thì nhiều vảy, đục cực kỳ là kênh bong. Mỗi tác phẩm đều là chất liệu là gỗ hương liền khối các bác nhá. Em có thể quay cho các bác xem một chút là Quan Công cầm đao này. Đao khảm rồng hai mặt rất là tinh tế. Đối với Quan Công, đao là vật bất ly thân và đao bên em được khảm rồng hai mặt.
Tượng Quan Công dù ở tư thế nào, đứng hay ngồi hay là cưỡi ngựa thì đều mang đến năng lượng rất là mạnh. Và bên xưởng gỗ Quang Vinh được ưa chuộng nhất vẫn là tượng Quan Công cầm đao và đứng đế rồng các bác nhé. Các bác có thể thấy là ba cụ Quan Công tư thế đều rất là đĩnh đạc, sừng sững. Và các bác có thể thấy là cơ bắp này, cơ tay rất là rắn chắc và thế đứng thì cực kỳ là vững chãi. Ba cụ đều có khí thế rất là hơn người. Nghệ nhân bên em đục diện mặt này, cơ mặt, ánh mắt này và cái nhíu mày, vầng trán đều cực kỳ là tinh tế, diện mặt rất là thần thái, ánh mắt thì rất là dữ dằn. Và càng dữ dằn thì hiệu quả trấn trạch càng cao. Màu sắc rất là tự nhiên, vân gỗ cực kỳ đẹp. Các bác có thể thấy là từng hổ phù này, từng cái đường cong uốn lượn của tà áo này, đường vân mây này, hay là đường vân ở trên tà áo nhé. Các bác có thể thấy là tà áo cực kỳ là bay bổng, tà áo cực kỳ bay, các đường nét đục rất là tự nhiên. Đấy. Tay cầm đao này, hai bên cầm đao và dáng đứng thì tư thế cực kỳ là vững chãi. Vân gỗ rất là tự nhiên, rất đẹp. Tư thế chống đao xuống đất tượng trưng cho tư thế chiến thắng đầy uy phong của tượng Quan Công. Các bác không nên đặt tượng ở trong phòng ngủ, phòng bếp hay những nơi ẩm thấp. Các bác nên đặt ở những, các bác có thể đặt ở phòng khách. Phòng khách là nơi thích hợp nhất để đặt tượng Quan Công. Quan Công được xem là vị thánh chuyên trấn áp hung khí và chống lại thế vực lực tà ma, nên các bác đặt một tác phẩm ở trong phòng khách là rất hợp lý. Tác phẩm này bên em cao 1m, có giá là 9.500.000 đồng. Cao 80 phân có giá là 5.000.000 đồng. Cao 70 phân có giá là 4.000.000 các bác nhé. Bên em có rất là nhiều kích thước từ 60, 70, 80, 1m đến 1m2. Nếu các bác yêu thích Quan Công, muốn đặt một pho theo kích thước phù hợp với không gian phòng khách thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng gỗ Quang Vinh. Mẫu tượng Quan Công chống đao là mẫu tượng phong thủy rất là được ưa chuộng và bên em bán cực kỳ chạy tác phẩm này. Các bác nên đặt tượng Quan Công hướng mặt ra ngoài cửa. Nếu như hướng nhà xấu và công việc không thuận lợi hay là thị phi thì có thể đặt tượng Quan Công trong nhà sẽ giúp hóa giải và mang bình an đến cho gia đình. Một tác phẩm rất là ý nghĩa, có giá trị phong thủy và thẩm mỹ rất là cao, mang đến vẻ đẹp sang trọng cho không gian phòng khách và ngôi nhà của gia đình nếu như các bác bày bức tượng này ở trong nhà. Bên em còn có cả tượng Quan Công cầm đao gỗ mun các bác nhé. Các bác nào thích gỗ mun thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em sẽ gửi ảnh chi tiết để các bác có thể thưởng thức được tác phẩm nhé. Ba tác phẩm bên em được đục hoàn toàn bằng tay nên các bác có thể thấy là hình ảnh rất là chân thật, các nét đục cực kỳ là bay bổng và thế đứng thì rất là đẹp. Em quay đằng sau để các bác có thể chiêm ngưỡng được đằng sau tác phẩm này. Đằng sau này vân gỗ rất là đẹp, tà áo rất là bay bổng và các nét đục rất là tự nhiên. Pho này là pho 80 các bác nhé. Pho 80 bên em có giá bán là 5.500.000 đồng các bác nhé. Một tác phẩm mang đến rất là nhiều ý nghĩa mà rất là cân kiện, giá bán thì cực kỳ là hợp lý cho một tác phẩm Quan Công gỗ hương liền khối. Đảm bảo với các bác là liền khối và đây là một tác phẩm rất là nặng, một khối gỗ liền đặc. Bác có thể thấy là râu của cụ này, phần lông mày, nếp nhăn trên gương mặt hay là cái nhíu mày đều được nghệ nhân bên em lột tả hết sức là chân thật, thần thái dữ dằn, khí thế. Một tác
phẩm trấn áp hung khí và một biểu tượng trấn trạch rất là hiệu quả. Tượng Quan Công thì rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Các bác có thể bày bức tượng to thì bức to thì các bác có thể đặt ở ngay cửa ra vào cũng được, hay là những bức nhỏ thì có thể đặt ở trên bàn làm việc hay là đặt ở kệ cạnh tivi. Mỗi nơi trong phòng khách gia đình thì các bác có thể liên hệ cho bên em để đặt kích thước phù hợp nhất với không gian phòng khách cho gia đình. Tác phẩm vân gỗ rất là tự nhiên và hoàn toàn liền khối. Bên em có kích thước từ 50, 60, 70, 1m, 80 và 1m 2 đều có các bác nhé. Tác phẩm cao 1m có giá là 9.500.000 đồng. Tác phẩm 80 phân có giá là 5.500.000 đồng. Tác phẩm 70 phân có giá là 4.000.000 đồng. Ngoài ra thì bên em còn có chất liệu là gỗ mun, quan công, cầm đao, hình dáng chống đao xuống đất tượng trưng cho tư thế chiến thắng đầy uy phong của quan công. Chất liệu gỗ hương liền khối các bác nhé. Tác phẩm đựng hoàn toàn bằng tay. Một tác phẩm rất là cân kiện, đặt trong phòng khách không hề tốn diện tích mà làm tôn lên vẻ sang trọng, mỹ, gu thẩm mỹ và ý nghĩa về phong thủy. Các bác nào thích tượng Quan Công thì có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em ở số 4 dãy B2 Shophouse Tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội để tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm các bác nhé. Một tác phẩm trấn trạch đặt trong nhà sẽ hóa giải sát khí xấu, đem lại năng lượng tốt cho gia đình. Bên em thì chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ phong thủy, đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp với rất nhiều mẫu mã và chủng loại đa dạng khác nhau, nên các bác yêu thích thì có thể để lại số điện thoại, nhắn tin hoặc là trực tiếp gọi điện cho bên em sẽ tư vấn cho các bác. Tượng Quan Công 1m báo giá cho các bác ở trên live stream là 9.500.000 đồng. Tượng 80 phân có giá là 5.500.000 đồng. Tượng 70 phân có giá là 4.000.000 đồng các bác nhé. Đao thì được khảm rồng hai mặt. Tác phẩm gỗ hương đục hoàn toàn bằng tay và đứng đế rồng. Các bác yêu thích thì cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Cảm ơn các bác đã xem live stream của xưởng gỗ Quang Vinh. Xin chào tất cả các bác.